thịt ơi hợi thịt chị gọi canh ơi, không chị sẽ cho ăn đòn, sẽ cho ăn đòn tan đi xương xuống hết xuống tất, không đứa nào được ngồi lên bờ. Từ sáng tới giờ chị mới được cái lưng bát cơm nguội với hai quả chuối xanh, chúng mày mà cứ chạy lăng xăng thế chị lấy hơi sức đâu mà đuổi hả? Thôi ở yên đấy, chị cành cái đã nhá. Này, đứa nào càng cạc đấy, đứa nào càng cạc chị cắt tiết lột ra câu chúng mày. Thôi đừng càng cạc nữa, để chị còn chiêm bao. Về xách nước cho cô tắm nhanh lên. Đi thì đi. Nở ơi,
nở. Ui giời ơi, cô Bảo, mày có khép ngay cái tàu lá chuối lại cho cô giờ không? Chứ mày cứ chành bành ra như thế, con trai cả cái làng Vũ Đại này, nó mà lom thấy thì mất trắng con ạ. À, mất thì mất. Ui giời ơi, nó lại còn bảo mất thì mất. Về xách nước cho cô tắm nhanh lên. Nở ơi, ơi con nở. Suốt từ tơm tẩm sáng đến tin tỉnh tối, chả lúc nào được ngơi chân ngơi tay. Hết băm bèo thái quay lại dọn vườn quét bếp, chăn trâu rồi lùa vịt giã gạo với thổi cơm, chăn thứ việc linh tinh mình ở đây làm tuốt. Ô, đứa nào dưới nước kia ấy nhỉ? Thôi đúng là nở rồi. Sao hôm nay mình lại xưng thế nhỉ? Môi thì đỏ tựa màu gà, mắt đen lấy lấy như là hòn than. Gió nó thổi cành xoan, y đêm nhất đêm cô bay nằm. Nó ném ông ra cái lò gạch,
cho ruồi nó bông chiếm cha cha cây quân đẻ bầy nó mới đẻ liều chiếm cha cha cây quân đẻ bầy nó mới đẻ liều mẹ cha chúng nó muốn ông làm tiếp cho nó không muốn ông làm người lương thiện ai cho tôi làm người lương thiện bây giờ ấy để đời ông lấy khổ chiều nhiều đắng cay cứ đêm đêm ông đây vuốt bùng ông thở dài cứ đêm đêm ông đây vuốt bùng ông thở dài úi giời cái gì mà nó lù lù một đống thế này? Thì ra là con nở. Nhìn kỹ con nở xinh phết. Ông thơm một miếng. Cái gì mà thích thế nhỉ? Ông thơm miếng nữa. Cái gì mà sướng thế nhỉ? Điền ông hay điền ba? Điền ông. Thì ra là thằng Chí. Bà đang ngủ. Mày dám thơm bà. Bà giật mày. Bà giật mày. Bà. Chưa Phật đã ngất rồi. Thôi ốm rồi, sốt rồi, ở yên đây cho nở nhá. Cháo đây, ăn đi. Chị đừng khóc.
khóc, là nở cũng khóc đây. Chị ơi, nở sao nở tốt với tôi thế? Nở có ai chưa? Nở có cô nở rồi. Không, chị muốn hỏi là nở đã có ai thương nở chưa? Xấu như thế này thì ai người ta thương chứ? Không, chị thấy nở đẹp lắm. Thật không? Thật. Chí nở. Chí nở. Chí nở. Suốt đời chị chỉ một thân một mình, bố mẹ không có, anh em họ hàng làng nước thì không. Chị chỉ lấy câu chửi để làm trò vui cho thiên hạ. Hôm nay gặp nở, chị mới biết thế nào là tình thương. Nở, nở có thương chí không? Có thương chí không? À nở ơi, từ mai nở ra ngoài này ở với chí cho vui nhá, rồi chí sẽ đi cày thuê cuốc mướn kiếm tiền về nuôi nở. Chí sẽ mua một căn nhà thật to, một mảnh vườn thật rộng. Rồi. Nở sẽ xách nước cho chí tắm, nấu cơm cho chí ăn. Có tiền chí mua cho nở một cái phụng cười thật to. Hàng ngày hai đứa mình dệt vải xong rồi chúng mình dệt. Dệt gì? Dệt. Rồi, nở sẽ để cho chí một thằng con trai. Con gái? Con trai. Con gái? Con trai tốt như chí. Con gái đẹp như nở. Đôi ta có vung nà chí nà nà còn mũi. Nở.
nào nó lại thả lợn vào vườn nhà bà ấy nhỉ? Ôi giời ơi, hóa ra là con nở. Ôi giời ơi, thì ra là thằng Chí. Ôi giời ơi, thế này thì mất trắng rồi con ơi. Bà, cho chúng mày một trận. Ôi giời ơi, nở ơi, thế này thì mất trắng rồi. Chí mất. Ôi giời ơi, nở, chói thằng Chí ra lại, chói thằng Chí lại cho bà. Bảo nó chói, nó lại ôm. Nở, thế thằng Chí nó là của mày à? Thế là thế nào nhỉ? Về xách nước cho cô tắm nhanh lên. Hai đứa về xách nước cho cô tắm. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng sự thành công của các diễn viên đến từ nhóm Yêu Trèo Hà Nội.